Xin chào tất cả anh em đang xem kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Thì hôm nay anh trai ở xa có gửi video qua nhờ mình đăng bán dùm ảnh cái đuôi tràng hen nha anh em. Thì cái đuôi tràng hen này hiệu K700 ha. Đó, anh quay gửi qua đó, anh em xem tham khảo đi ha. Thì nếu muốn mua thì alo số phone tiêu đề là gặp ngay ảnh ha. Thì đuôi này thì ảnh nói riêng chu bung nha anh em. Nói chung ảnh gửi quay video qua, ảnh nói sao thì mình nói lại anh em như vậy ha. Ảnh nói là ốc tán rồi chưa bung đùi rồi hết nha, chưa bung nha. Đó. Thì nhìn ảnh quay thì lóc cũng còn màu xanh cũng khá là đẹp nha anh em. Thì ảnh bán trọn bộ nó gồm có cặp bánh lá luôn nha anh em. Đó. Đây, cặp bánh lá đây. Cặp bánh lá và cây lết để trên đó anh em. Thì bánh lá này cũng thích hợp cho anh em mua về để đi trạt đất nha anh em. Cũng còn thấy cũng khá là dày nè. Đó. Chỉ còn thiếu đầu máy nữa, gác lên là chạy thôi anh em ơi. Có cái mỏ ở trước luôn nha anh em. Cái mỏ chịu đỡ ở trước á. Ảnh chưa ráp vô đó, nãy nằm kế bên đó anh em. Đây thì thấy quay càng bọng của K700 cũng nước sơn màu trắng cũng ổn ha. Đó. Đó, lóc xanh quá xanh anh em ơi. Xanh màu nước sơn riêng nha chứ không phải sơn lại đâu anh em ơi. Thì này thì ảnh quay thì mình thấy mặt số nó của nó bị một lỗi nhỏ là bị gãy mấy cái đầu đó ha, nhưng mà không sao, cũng hoạt động bình thường nha. Mấy cái mặt số đó không sao anh em ơi. Nếu anh em muốn đẹp thì mua mặt số khác để vô là ok ha. Đây, toàn bộ nó thì có bánh hơi luôn đó anh em. Bánh hơi còn gai rồi cũng niềng mâm là cũng ok. Nói chung anh bán giá cũng rẻ nha anh em. Thì anh em nào muốn mua thì nhanh tay nhắc điện thoại alo số phone tiêu đề gặp ảnh ha. Thì anh bán giá rẻ thì anh em điện trễ quá thì sẽ không còn nha anh em. Thì đây anh sử dụng bọc đít giả gì gắn quá tài lỗ luôn anh em. Đây này anh quay bố nồi ba da nè. Này mình nghĩ cũng ít chạy nè, nó để ngoài mưa ngoài nắng nhiều hay sao thấy cũng hơi xét xét nha. Nhưng mà vàng lóc của vàng ốc đó, ok ha. Đó, ron rin rồi thấy còn cũng khá là chuẩn nha. Đây, anh sẽ quay qua một lần nữa cho anh em xem bộ bánh lá và cây lết ha. Đó, có cái mỏ đỡ ở trước luôn nha anh em. Ráp vô là đẹp luôn, đủ đồ luôn nha. Thì bánh lá này chiều cao nó mình đoán nó tầm 9 tấc nha anh em. Chiều ngang nó khoảng khoảng 2 mét, 2 tấc 8 hoặc 3 tấc gì. Nói chung mình đoán anh em ơi, mình chưa có tới xem nữa. Thì bánh lá này cũng lá còn dày nha anh em. Lá này dày khoảng độ 5 ly nha. Độ khoảng 5 ly ạ. Căm niềng bằng sắt u môi ha. Có hàng eke đầu căm luôn. Cũng làm cũng khá là kỹ ha. Đó. Có bánh cái lết luôn. Này anh em gác đầu máy lên là đi trạt ok luôn nha. Thì địa chỉ của ảnh là ở Đức Huệ Long An nha anh em. Huyện Đức Huệ tỉnh Long An. Anh em nào muốn mua thì alo số phone tiêu đề là gặp trực tiếp ngay anh chủ nha. Còn anh em nào muốn nhờ mình đăng bán dùm tràng hen máy cài đồ thì kết bạn Zalo của mình số phone 0835 510 520 ha. Gửi video qua mình đăng bán hỗ trợ anh em được nha. Còn anh em nào muốn mua thì alo số phone tiêu đề là gặp ngay chủ nha. Đó. Thì thắng này mình thấy anh quay thì thắng này cũng là thắng chế nha anh em. Thắng chế thì nó sẽ bóp nhẹ hơn thắng rin nha. Thắng dây có vỏ nặng bóp lắm anh em. Thắng này ảnh làm lại nè.
Này thì anh quay xuống dàn lóc ở dưới nè. Đó. Thì ảnh có trao đổi với mình là ảnh nói là hai bên má đùi là chưa tháo luôn nha, còn ron rin luôn nha. Rồi giá của ảnh bán là với giá là 5,8 triệu nha anh em. Anh em muốn mua thì alo, số phone tiêu đề là gặp ngay trực tiếp ngay chủ nha anh em.